Thì đây nha, mình cảm thấy con xuống kia nghe xem. Đang xuống rồi chị. Ừ, nó đang xuống hả? Nó đang rửa mẹ á. Tôi không hiểu giá xăng nó lây, cái gì cũng lây hết. Trai có về đồng chứng khoán thôi thì lại giỏm. Đợt trước trai nhiều thì không 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 ấy. Không được cái đồng nào hết. Đúng trai. Xe của chị mà đi ra cây xăng rồi hô đại bình chạy sát ơi không nhìn nha, 30 ngàn một lít. Hơi tôm hơi bãi máy, tôm máy thì cũng chẳng có gì, 30 ngàn em công nhận không? Hơi tốn kiến. Ừ. Hơi tốn kiến. Trong chân nó một cây bơ sắt thì sẽ có khá. Nick bây giờ nó hạ thành sao cái gì cũng nhiều hết.
Chú bán kinh thiệt mớ lắm chị. Ừ có mớ luôn khiếp, nó bán gì mà nó bán. Do em bị cái chỗ này em bị có nó cả một tròm á, khó như thế thì Hmm.